mại các bạn nhìn nhé, nó khủng khiếp mà. Nó trang trí và thác nước từ trên trần đổ xuống như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Tầm thương mại này cực kỳ là lạ, tầm thương mại rất là lớn. Và đây mình nhìn thấy cái trang trí, đây là hệ thống đèn đấy nhé, 100 cái đèn. Oh, really?
Thank you.